Quý khán giả thân mến, có một chàng trai sinh ra từ làng quê ở miền Tây Nam Bộ, học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến tình trạng ô nhiễm không khí và thực trạng sử dụng đồ nhựa chỉ dùng một lần. Anh đã trăn trở và tìm ngay lời giải đáp từ chính vùng quê nơi mà mình sinh ra. Đó là câu chuyện làm ống hút tự nhiên của Tiến Cỏ Bàng. Lớn lên trên cánh đồng cỏ bàng ở vùng quê Đức Huệ, Long An, rồi theo học ngành sư phạm công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, Trần Minh Tiến đã quan sát và nhận ra dường như tình trạng ô nhiễm ở các đô thị lớn đang ngày một nghiêm trọng. Sau khi đọc quyển sách Cuộc cách mạng một cọng rơm bàn về lối sống xanh thuận thiên của Nhật Bản, Trần Minh Tiến quyết định trở về quê nhà để tìm ra lời giải cho bài toán môi trường. Và rồi cánh đồng cỏ bàng quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của anh chính là câu trả lời. Anh Tiến khám phá ra rằng những cọng cỏ bàng có đường kính khoảng 4,5 đến 6,5 mm, được cắt ngắn khoảng 20 cm, vô cùng thích hợp để làm ống hút tự nhiên, thậm chí nhẹ và dễ sử dụng, dễ thu hoạch hơn ống hút từ tre trúc. Thế là Minh Tiến tập trung nghiên cứu dòng sản phẩm ống hút cỏ bàng. Quá trình thu hái cỏ bàng cũng phải theo nguyên tắc thuận thiên, tức là nhổ bằng tay thay vì cắt ngang bằng liềm rồi bỏ lại gốc để đốt. Điều này giúp ổn định và tái tạo hệ sinh thái Đồng Tháp 10. Mình sẽ tuyển lựa những cái sợi cỏ bàng mọc tự nhiên, thì sau đó mình đem về và mình tiến hành rửa. Rửa với tro để cho nó làm sạch cái bề mặt bên ngoài. Sau đó mình tiến hành là dùng một cái dao thật bén để cắt và dùng một cái que sắt để thông cho cái ống này nó có thể hút được. Sau đó thì mình tiến hành là đem cái phần cỏ bàng này để đi rửa lại và ngâm với bột vỏ sò để diệt cái mầm bệnh. Độc đáo, cảm giác tươi mới, có mùi vị của cỏ xanh là những lời khen dành cho ống hút cỏ bàng. Tuy nhiên, thực tế của thị trường muốn có thêm dòng ống hút cỏ bàng bảo quản lâu hơn nữa, anh Minh Tiến đã áp dụng kỹ thuật sấy điện để tạo ra ống hút cỏ bàng khô bên cạnh dòng sản phẩm ống hút tươi. Hiện tại, mỗi tháng, cửa hàng anh Tiến cung ứng khoảng 60.000 ống hút cỏ bàng ra thị trường. Từ quê ra phố, thực hiện sứ mệnh của mình, mở ra một sự lựa chọn cho người tiêu dùng yêu môi trường.